kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson, Manchester United đã chinh phục đến 13 chiếc vô địch Premier League. Rõ ràng, chúng ta phải thừa nhận một điều. Man United của Sir Alex là một trong số những câu lạc bộ mạnh nhất lịch sử bóng đá châu Âu cũng như thế giới. Thế nhưng cũng trong giai đoạn này, có không ít những giai thoại rằng Man United thường xuyên được các trọng tài ưu ái. Và trong số đó, có lẽ Howard Webb là người bị reo tên nhiều nhất cho sự thiên vị mà ông dành cho Man United. Chuyện các trọng tài ở Premier League thường xuyên bắt có lợi cho Man United trong suốt kỷ nguyên Sir Alex là điều mà người ta đã quen thuộc. Thậm chí giới truyền thông còn đưa ra hẳn một khái niệm có tên là Fergie Time để nói lên điều này. Lý do là bởi ở bất cứ trận đấu nào mà Man United đang bị dẫn trước tính đến phút 90, các trọng tài thường sẽ bù giờ thêm 79 giây so với khi họ đang thắng. 94 phút 37 giây so với 93 phút 18 giây. Thậm chí sau khi giải nghệ, chính Sir Alex cũng thừa nhận ông đã từng gây áp lực cho trọng tài để họ bắt có lợi cho Man United. Tuy nhiên, việc Sir Alex thường xuyên liên lạc với các ông vua áo đen thì không phải ai cũng biết. Cựu trọng tài Mark Hussey từng tiết lộ rằng ông rất hay liên lạc với Sir Alex, và cũng chính Hussey từng nhờ Sir Alex Ferguson đứng ra giải quyết vụ scandal phân biệt chủng tộc của người đồng nghiệp Mark Clattenburg. Nhưng cần phải biết rằng đây là điều cấm kỵ, bởi Premier League tuyệt đối không cho phép các huấn luyện viên và trọng tài tiếp xúc riêng tư. Về Howard Webb, ông vốn được coi là cầu thủ thứ 12 của Man United, đặc biệt là khi Sir Alex vẫn còn dẫn dắt. Tuy nhiên, cho đến khi vị trí đương gia người Scotland giả từ sự nghiệp cầm quân, Howard Webb vẫn bị cho là thường xuyên đưa ra những quyết định có lợi cho Man United. Lý do là bởi Sir Alex dù giải nghệ nhưng ông vẫn chưa hoàn toàn rút lui khỏi bóng đá và vẫn có tầm ảnh hưởng lớn ở Old Trafford. Không những vậy, Sir Alex còn từng được UEFA mời làm cố vấn kỹ thuật. Howard Webb là một trong những trọng tài được tôn trọng nhất thế giới. Ông là một trong số ít những trọng tài có vinh dự cầm còi như trên cầu đỉnh cao. Đặc biệt phải kể đến trận chung kết World Cup 2010 hay trận chung kết Champions League 2009-2010. Howard Webb chính là trọng tài đầu tiên trong lịch sử được bắt hai trận chung kết World Cup và Champions League trong cùng một năm. Tuy nhiên, với việc thường xuyên thiên vị Man United, cựu nhân viên cảnh sát này luôn phải nhận về những lời chỉ trích. Thậm chí đã từng xuất hiện nhiều ảnh chế Howard Webb trong trang phục Man United ám chỉ sự thiên vị của ông. Hãy cùng điểm sơ qua những kết quả của Man United mỗi khi Howard Webb cầm còi. Trong số 47 trận đấu mà Howard Webb cầm còi với sự tham gia của Man United, Quỷ Đỏ giành chiến thắng đến 29 lần với tỷ lệ thắng 62%, còn lại là 12 thất bại và 10 trận hòa sau 10 mùa giải Howard Webb làm việc tại giải đấu số 1 nước Anh. Cũng trong khoảng thời gian này, Man United đã có được 5 chiếc vô địch Premier League. Một chi tiết thú vị là trong 9 mùa đầu tiên của Howard Webb ở Premier League, thời điểm Sir Alex còn tại vị, Man United đã thắng một nửa số trận mà vị trọng tài này cầm còi. Trong mùa 2010-2011, Howard Webb có 4 lần bắt Man United và Quỷ Đỏ đã toàn thắng cả 4 trận đấu đó. Đó cũng là mùa giải Man United giành chức vô địch Premier League và vào đến trận chung kết Champions League. Dưới kỷ nguyên Sir Alex, Man United chưa bao giờ thua quá 2 trận một mùa ở Premier League mỗi khi Howard Webb bắt. Tuy nhiên, như thời David Moyes, con số này lại khiến giới mộ điệu bất ngờ, bởi Man United đã thua trong các 3 trận mà Howard Webb cầm còi, trong đó đáng chú ý là thảm bại 1-4 trước kình địch cùng thành phố Man City. Một thống kê có thể làm bằng chứng cho sự thiên vị của Howard Webb dành cho United chính là việc trọng tài này thôi phạt đền với Quỷ Đỏ. Cụ thể, Howard Webb chỉ có duy nhất một lần bắt phạt đền với Man United ở Premier League, trong khi ở chiều ngược lại, vị trọng tài này đã cho Man United hưởng đến 7 quả phạt đền, đặc biệt là trận hòa 3 đều giữa Chelsea và Man United tại Stamford Bridge vào năm 2012. Howard Webb đã cho United được hưởng đến 2 quả 11m trong hiệp 2. Với người hâm mộ, có lẽ sẽ luôn nhớ về khoảnh khắc Howard Webb ăn mừng khi Man United ghi bàn. Và đó cũng là hình ảnh mang tính biểu tượng về sự hài hước và cả những ngờ vực về sự thiên vị mà vị trọng tài này dành cho United. Trong chương trình Flash and Save của kênh PT Sport, trọng tài Howard Webb đã lên tiếng chia sẻ về nỗi oan đã bám theo ông suốt nhiều năm. Vị cựu cảnh sát khẳng định ông không hề thiên vị Man United như những đồn đoán của dư luận. Khi được giao nhiệm vụ điều khiển một trận đấu nào, vị trọng tài này hoàn toàn muốn công hiến và tạo ra một trận đấu công bằng. Tuy nhiên, việc luôn bị người hâm mộ xem là cầu thủ thứ 12 của Man United đã làm ảnh hưởng đến công việc của ông. Cho đến tận khi treo còi, Howard Webb vẫn bị gán mác là fan cứng Man United. Sau khi thôi công tác ở Premier League, Howard Webb trở thành trưởng ban trọng tài tại giải nhà nghề Mỹ MLS. Ở trận chung kết World Cup 2010, Howard Webb cũng đã gây ra rất nhiều tranh cãi khi bỏ qua chiếc thẻ đỏ của Nigel Lajon khi cầu thủ này thực hiện một màn song phi vào ngực của Alonso. Nhưng với Howard Webb, đó không phải sai lầm mà ông nhớ nhất trong sự nghiệp, mà lại là một trận đấu của Man United. Quay trở lại thời điểm năm 2009, Man United có màn ngược dòng đầy ấn tượng 5-2 trước Tottenham Hotspur dù đã bị dẫn trước 2-0. Đó là trận đấu có sự góp mặt của Howard Webb
khi ông để Man United được hướng qua phạt đền thời điểm Spurs đang dẫn trước 2-0. Một trong những quyết định mà tôi biết mình thực hiện sai lầm đó là trận đấu giữa Man United và Tottenham Hotspur. Tôi chứng kiến Michael Carrick lao đến trước, sau đó thủ môn đã khiến anh ta ngã lăn ra. Đó là một tình huống dễ dàng thoát phạt đền, nhưng tôi hy vọng được chứng kiến một phản ứng khác từ các cầu thủ thay vì cái nhìn thất thần và ngạc nhiên từ thủ môn Gomez. Rõ ràng chỉ trong vài giây tôi biết mình đã quyết định sai lầm. Lúc đó tôi chỉ hy vọng Ronaldo sẽ đá hỏng, thế nhưng không, cậu ấy đã đá vào. Sau trận đấu, tôi nhận thấy người quay phim không tập trung vào Ronaldo hay Rooney mà anh ta chạy ngay về phía tôi. Với tư cách là một trọng tài, đó không phải là một cảm giác tốt đẹp. Tôi biết rằng sẽ có những sự chỉ trích dành cho mình. Tháng 1 năm 2011, cựu huấn luyện viên Kenny Dalglish có trận đấu đầu tiên sau khi trở lại làm việc tại Liverpool. Liverpool chạm trán Man United trong trận derby nước Anh và The Cup đã thua 0-1 sau khi Man United được hưởng penalty ngay phút đầu tiên. Howard Webb cho rằng Daniel Agger đã phạm lỗi với Bebba tốt trong vòng cấm, nhưng Kenny Dalglish lại không nghĩ vậy. Chuyên gia người Scotland cho biết tất cả như một trò hề. Kenny Dalglish còn chỉ trích Howard Webb trong việc rút thẻ đỏ trực tiếp với Steven Gerrard. Ông cho rằng hai quyết định quan trọng của Webb đã làm hỏng trận đấu khiến Liverpool để thua. Quá tức giận và cay cú sự thất bại, Ryan Babel khi còn khoác áo Liverpool thậm chí đã đăng lên tấm ảnh Howard Webb mặc áo Man United lên Twitter. Đối rồi sau đó, cầu thủ người Hà Lan bị FA phạt 10.000 bảng. Đứng trước làn sóng chỉ trích về việc là một cổ động viên nhiệt thành của Man United, Howard Webb đã lên tiếng tự mình oan cho mình. Tôi là cổ động viên của một đội bóng mà tên có chữ United, nhưng mà là Rotherham United chứ không phải Manchester United. Thế nhưng, những lời tự bào chữa của Howard Webb lại không được xác nhận bởi những người xung quanh ông. John Deere, viên cảnh sát từng là đồng nghiệp của Howard Webb khi hai người còn cùng làm việc tại sở cảnh sát South Yorkshire, đã tiết lộ rằng Howard Webb chỉ muốn che mắt mọi người khi tuyên bố ông là fan của Rotherham. John Deere cho rằng thực ra Howard Webb là một cổ động viên trung thành của Man United. Webb muốn giấu đi điều đó bởi ông sợ dư luận đàm tiếu và muốn công việc của mình không bị ảnh hưởng. Hãy thử nghĩ mà xem, nếu Howard Webb lên tiếng thừa nhận mình là người hâm mộ Man United, chắc chắn FA sẽ không bao giờ cho ông ấy bắt bất cứ một trận đấu nào của Man United. John Deere kể rằng chính ông từng chứng kiến Howard Webb tha tội cho một người vi phạm luật giao thông chỉ vì anh ta là người hâm mộ Man United. Ngày hôm đó, Howard Webb và Deere cùng nhau đi tuần trên một con phố, thấy một chiếc xe chạy lấn sang vạch kẻ đường ở ngã tư. Cả hai tiến tới và yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ. Howard Webb là người phụ trách việc ghi vé phạt, nhưng anh chàng kia nhất quyết xin thà. Hai bên cứ giằng co nhau, để rồi người này bỗng nhiên đánh rơi chiếc ví của anh ta xuống đường. Mặt ngoài của cái ví là logo Manchester United, được anh ta mua từ chính cửa hàng bán đồ lưu niệm của câu lạc bộ. Howard Webb thấy vậy liền hỏi: "Cậu cũng là fan United à?" Gã kia đáp: "Đúng rồi, sao anh biết?" Webb trả lời: "Nhà tôi cũng có một cái ví y hệt thế này." Thế rồi, ông nói với John Deere hãy bỏ qua cho anh ta và tiếp tục đi tuần, xem như không có chuyện gì. Thấy Webb bảo vậy, John Deere cũng chẳng hề truy cứu thêm. Nhưng thực ra, John Deere đã biết Howard Webb là một fan nhiệt thành của Man United từ lâu. Thi thoảng, phòng làm việc của Howard Webb và John Deere vẫn tập trung trước màn hình xem bóng đá. Cứ mỗi khi nào đến trận đấu của Man United là Howard Webb tỏ ra cực kỳ hào hứng và có khi quên cả ca trực. Ông hô rất to mỗi khi Man United ghi bàn, to đến mức phòng ở dưới phải gọi điện thoại lên tầng trên yêu cầu Webb dặn nhỏ volume lại để mọi người còn tập trung làm nốt đống hồ sơ về các vụ án. Thời điểm Howard Webb còn chưa lấy bà Kay Webb làm vợ, phòng ngủ của ông toàn trang trí những vật dụng có hình Man United, từ giấy dán tường, cốc uống, chăn ra gối nệm, bàn làm việc, kệ TV cho đến cả chiếc bàn chải đánh răng, tất cả đều có logo Man United. Sau khi làm đám cưới với Kay, Webb mới cho làm lại phòng ngủ của mình. Sau mỗi năm, ông đều mua một album ảnh về đội hình của Man United và cất vào một chiếc tủ riêng biệt. Tình yêu quý đỏ của Howard Webb thậm chí còn được truyền sang cho ba người con là Holly, Jack và Lizzie. Đặc biệt với cậu con trai Jack, cậu bé là một fan cuồng nhiệt của Man United. Jack rất buồn mỗi khi United thất bại và vì không muốn con mình khóc và chính mình cũng buồn nên Howard Webb thường chủ động nương tay với các cầu thủ Man United. Với Howard Webb, mỗi khi ông được giao nhiệm vụ cầm còi có sự góp mặt của Man United phải thường là lỗi thật nặng và rõ mồn một, trọng tài này mới thổi penalty hoặc thẻ đỏ. Nếu không, thường sẽ chỉ là thẻ vàng, một pha phớt bóng lên hoặc một tình huống nhắc nhở, thậm chí là phớt lờ cho qua. Không thể phủ nhận, Howard Webb là một trong số những trọng tài vô cùng nổi tiếng trong giới túc cầu. Tầm ảnh hưởng của Webb đến không chỉ bởi sự uy tín bởi những quyết định cầm còi, mà đó còn là hình ảnh gắn liền với Man United, với những câu chuyện được kể lại không ít tích cực về sự thiên vị của vị trọng tài người Anh.
đặc biệt là khi Man United còn được dẫn dắt bởi Sir Alex. Có lẽ biệt danh cầu thủ thứ 12 của Man United không phải là một câu chuyện tưởng tượng, bởi những hành động mà Howard Webb cũng như câu chuyện về người cựu đồng nghiệp John Deere chính là sự thật minh chứng. Ông đã muốn hâm mộ nhiệt thành của Manchester United.